các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dogeely Pet Shop. Và trong video ngày hôm nay, Dogeely sẽ giới thiệu với các bạn về các thông tin cơ bản về nguồn gốc, xuất xứ, màu lông và quan trọng hơn là bản giá mới nhất của mèo Anh lông dài năm 2022 tại các hệ thống cửa hàng trại mèo của Dogeely Pet Shop ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Lạt. Mèo Anh lông dài là một giống mèo cảnh đến từ Vương quốc Anh. Chúng là con lai giữa mèo Anh lông ngắn và mèo Ba Tư. Giống mèo này được ưa chuộng và nuôi phổ biến trên khắp thế giới bởi tính cách điềm đạm và ngoại hình quý tộc của mình. Ngay từ những ngày mới du nhập đến Việt Nam vào năm 2009, giống mèo Anh lông dài đã nhanh chóng tạo nên cơ sốt trong cộng đồng những người yêu mèo nước ta. Đến nay, mèo Anh lông dài vẫn là một trong những giống mèo cảnh hot và được săn đón nhiều nhất tại Việt Nam. Đôi nét về giống mèo Anh lông dài. Về nguồn gốc, trong khoảng những năm 1914 đến 1918, sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, giống mèo Anh lông ngắn gần như đứng trên bờ vực tuyệt chủng. Các nhà dân giống mèo đã cho mèo Anh lông ngắn lai với một số giống mèo khác như mèo Ba Tư, mèo Sim để duy trì nòi giống và cải thiện nguồn gen. Khi cho lai mèo Anh lông ngắn và mèo Ba Tư, họ đã thu được kết quả là một giống mèo tuyệt đẹp với bộ lông dài giống như mèo Ba Tư và khuôn mặt bánh bao đáng yêu giống như mèo Anh lông ngắn, là con lai được chọn lọc qua nhiều thế hệ. Nên những chú mèo Anh lông dài thường hưởng những phẩm chất quý giá về cả ngoại hình lẫn tính cách của bố mẹ chúng. Về ngoại hình, mèo Anh lông dài gần như giữ nguyên tất cả các đặc điểm của mèo Anh lông ngắn. Ngoại trừ bộ lông, chúng có đôi mắt to tròn, khuôn mặt bánh bao, thân hình cân đối. Đồng thời, mèo Anh lông dài cũng sở hữu tất cả các màu lông có thể tìm thấy của mèo Anh lông ngắn. Vì sở hữu bộ lông dài bồng bềnh nên mèo Anh lông dài thường trông to lớn hơn so với cân nặng thực của chúng. Về tính cách, mèo Anh lông dài là những chú mèo điềm đạm đáng yêu, luôn ngọt ngào và giàu tình cảm. Các em ấy thường không quậy phá như những chú mèo Anh lông ngắn. Mèo Anh lông dài rất thích được âu yếm và gần gũi với chủ nhân của mình, nhưng chúng cũng rất độc lập và dường như không bao giờ đòi hỏi bạn phải chú ý đến mình. Vì vậy, giống mèo này có thể là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những người bận rộn luôn lo lắng về việc để mèo cưng của họ một mình. Nhìn chung, mèo Anh lông dài là một giống mèo không khó nuôi như mọi người vẫn nghĩ. 4 lý do chọn nuôi mèo Anh lông dài. Lý do thứ nhất, dễ thương và đáng yêu. Mèo Anh lông dài sở hữu gương mặt bánh bao và đôi mắt tròn vo cực kỳ dễ thương cùng bộ lông dài, lông xù tuyệt đẹp. Với tính cách nhẹ nhàng, tình cảm, mèo Anh lông dài thực sự là thú cưng hoàn hảo cho mọi gia đình. Lý do thứ hai, ngoan ngoãn, dễ huấn luyện. Là giống mèo rất thông minh, bạn có thể huấn luyện mèo Anh lông dài đi vệ sinh vào chậu cát từ 2 tháng tuổi hay chơi các trò chơi đuổi bắt, nhặt đồ một cách dễ dàng. Lý do thứ ba, khỏe mạnh, dễ nuôi. Mèo Anh lông dài tương đối dễ nuôi và chăm sóc. Nếu có thời gian, bạn có thể nấu ăn cho hoàng thượng, thịt gà, bò, heo luộc trộn với cơm, rau củ. Mèo Anh lông dài khá lười biếng, chúng dành hầu hết thời gian trong ngày để ngủ cho đến khi chủ nhân về cùng chơi. Đây cũng chính là lý do khiến nhiều người thích nuôi giống mèo Anh lông dài này. Lý do thứ tư là thân thiện và hòa đồng. Mèo Anh lông dài rất tình cảm và quấn chủ, cực thích chơi đùa cùng sen và trẻ em trong nhà, khá thân thiện với chó mèo và vật nuôi khác trong nhà, không biết bắt chuột và khá lười biếng. Nếu bạn cần một chú mèo bắt chuột thì mèo Anh lông dài không phải là một lựa chọn đúng đắn. Giá mèo Anh lông dài năm 2022 tại hệ thống Dogeely Pet Shop đều được công khai chi tiết đến khách hàng. Nếu đang có ý định sở hữu một chú mèo Anh lông dài thuần chủng, bạn nên tham khảo bảng giá sau đây của Dogeely Pet Shop. Bảng giá mua bán mèo có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố tác động khác nhau, nhưng chúng tôi luôn đảm bảo cập nhật bảng giá một cách nhanh chóng và tốt nhất đến khách hàng. Cụ thể như sau: mèo Anh lông dài màu xám xanh, xám tro có giá trên 7 triệu đồng, có tai cụp thì 10 triệu trở lên, chân ngắn thì 18 triệu trở lên, kết hợp cả hai yếu tố tai cụp và chân ngắn thì 28 triệu trở lên. Mèo có màu đen, màu trắng, vàng, red có giá trên 10 triệu đồng, có tai cụp thì trên 15 triệu, chân ngắn thì trên 20 triệu, cả hai yếu tố thì trên 30 triệu. Mèo có màu tuxedo, bicolor, Himalaya có giá từ 9 triệu trở lên, có tai cụp thì trên 12 triệu, chân ngắn thì trên 20 triệu, cả hai yếu tố thì trên 30 triệu. Mèo có màu tam thể, tricolor, tabby, đồi mồi, nâu chocolate, lilac silver có giá từ 11, 12 triệu trở lên, có tai cụp thì trên 15 triệu, có chân ngắn thì trên 20 triệu và có cả hai yếu tố thì trên 30 triệu. Mèo có các màu hiếm và lạ như golden thì có giá trên 20 triệu, màu cinnamon thì trên 25 triệu, màu pho trên 35 triệu và các màu hiếm này nếu có thêm tai cụp thì dao động trên 35 triệu, có chân ngắn dao động trên 50 triệu và kết hợp cả hai yếu tố đó thì trên 80 triệu. Các bé mèo nhập khẩu thì có giá trên 4.000 USD. Các bạn có thể truy cập vào đường link ở phần mô tả để truy cập vào trang web của Dogeely để xem thêm nhiều thông tin hơn nhé. Dogeely Pet Shop là thương hiệu trong lĩnh vực thú cưng của công ty cổ phần Dogeely Việt Nam và là một
một trong những thương hiệu đi đầu trong việc nhân giống, nhập khẩu và bán mèo Anh Lông dài tại Việt Nam. Dogly Pet Shop sở hữu hệ thống trại mèo, cửa hàng thú cưng, spa, khách sạn cho mèo, bệnh viện thú y, hoạt động theo mô hình khép kín nhằm tối ưu sự phục vụ của khách hàng và chất lượng của mèo con bán ra từ hệ thống. Vì vậy, mèo Anh Lông dài bán ra từ Dogly Pet Shop luôn là mèo thuần chủng, chất lượng cao với giá cả hợp lý. Khi mua mèo Anh Lông dài con được bán ra từ hệ thống Dogly Pet Shop, khách hàng sẽ có sự đồng hành trọn đời của Dogly Pet Shop, được tư vấn và hỗ trợ chăm sóc mèo con miễn phí 24/7 bởi đội ngũ nhân sự giàu chuyên môn của hệ thống. Các bạn có thể mua mèo online qua Zalo, Facebook, Instagram hoặc ghé các cửa hàng. Thành phố Hồ Chí Minh gồm 5 chi nhánh tại các quận 606-121 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10, 391 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, 171 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, 5/17 đường 64, phường Thảo Điền, quận 2. Tại Hà Nội, các bạn có thể ghé 81-95 Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ. Tại Đà Lạt, các bạn có thể ghé tại 108 Lý Nam Đế, phường 8, thành phố Đà Lạt. Ngoài ra, nếu các bạn muốn tham quan các bé mèo, các bé cún đáng yêu tại nhà Dogly, có thể ghé trang trại Bé Farm tại 125 Quốc lộ 20, tổ Lâm Văn Thạnh, phường 11, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để check-in nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của Dogly. Dogly xin chúc các bạn có một ngày ấm áp và sẽ chọn được một bé mèo Anh Lông dài đáng yêu cho riêng mình. Nếu có câu hỏi gì thì đừng ngần ngại comment ở phía bên dưới hoặc liên hệ các fanpage của Dogly hay thông qua hotline 1900 996679 hoặc 0965086079. Dogly sẽ hỗ trợ các bạn 24/7. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video clip sau nha. Bye bye.